Hãy đăng ký kênh thay đổi để thành công để cập nhật tin tức mới nhất từ dự án Pi Network. Khám phá các tiện ích của Pi Coin tại Open Mainnet. Pi Coin sẽ mở đường cho nhiều hoạt động trên chuỗi khối sau khi mạng chính mở đi vào hoạt động. Pi Coin tiếp tục xây dựng trong mạng chính kèm theo của nó khi nền tảng khai thác chuẩn bị khởi chạy giai đoạn tiếp theo, mạng chính bút. Mạng Pi tiếp tục xây dựng trong mạng chính kèm theo của nó khi nền tảng khai thác chuẩn bị khởi chạy giai đoạn tiếp theo, mạng chính mở. Mặc dù chúng tôi dự đoán việc ra mắt mạng chính mở, nhưng chúng tôi muốn xem xét tiền tệ gốc của giao thức. Pi và các tiện ích của nó trong không gian tiền điện tử. Pi sẽ đóng vai trò là tiền điện tử, cung cấp năng lượng cho tất cả các hoạt động trên chuỗi khối Pi khi khởi chạy mạng chính. Hiện tại, nhiều nhà phát triển đã thể hiện sự quan tâm đến việc tạo các tiện ích bằng cách triển khai ứng dụng phi tập trung, đáp của họ trên mạng thông qua việc họ tham gia hackathon đang diễn ra với sự quan tâm ngày càng tăng đối với blockchain đây là những cách sử dụng cốt lõi của tiền tệ pi cho mọi người dùng trong không gian tiền điện tử khi mạng chính mở được khởi chạy chuyển tiền dễ dàng tương tự như các tài sản tiền điện tử khác người dùng có thể chuyển pi coi cho nhau một cách nhanh chóng và bỏ qua các khoản phí chuyển khoản khổng lồ thực hiện giao dịch nft với pi coi những người đam mê mã thông báo không thể thay thế nft có thể tạo mua hoặc bán NFT. Mạng Pi sẽ ra mắt thị trường NFT riêng cho những người dùng quan tâm để giao dịch các bộ sưu tập của họ bằng Pi Coi. Mua hàng hóa và dịch vụ Pi Marketplace cho phép những người tiên phong mua hàng hóa ngoài đời thực bằng đồng Pi. Kết nối với công nhân Ứng dụng lực lượng lao động Pi sẽ cho phép người dùng kết nối với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Bằng cách thanh toán bằng tiền Pi, người dùng sẽ dễ dàng có được người làm việc cho họ chơi game và kiếm tiền tiện ích play to Ian sẽ cho phép người dùng chơi game và kiếm su pi tương lai tươi sáng cho chuỗi khối pi cùng với tiền tệ bản địa của nó ngoài các tiện ích trên nhiều ý tưởng sẽ được tích hợp với pi coi bạn có thể truy cập phân đoạn động não trên ứng dụng di động pi để xem những đổi mới khác nhau trong cuộc thi hackathon đang diễn ra P coi là một loại tiền điện tử được phát triển trên nền tảng blockchain và có sẵn trên Open Mainnet. Dưới đây là một số tiện ích của P trên Open Mainnet. Thanh toán, P có thể được sử dụng để thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ trên mạng, từ những thứ nhỏ như mua đồ ăn đến các giao dịch lớn hơn như mua bất động sản. Giao dịch, P có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn thế giới như Binance, Coinbase và Kraken. Đầu tư, Bitcoin cũng có thể được sử dụng để đầu tư trong các dự án khởi nghiệp trên blockchain và các dự án phi tài chính khác. Phiếu thưởng các người dùng của Picoin cũng có thể nhận được các phiếu thưởng từ các nhà phát triển ứng dụng blockchain và các đối tác thương mại. Staking, Picoin cũng hỗ trợ tính năng Staking. Cho phép người dùng giữ tiền trong ví của họ và nhận lợi nhuận từ việc đóng góp vào mạng lưới blockchain của Pi. Tiết kiệm, Bitcoin cũng có thể được sử dụng để tiết kiệm và tích lũy giá trị theo thời gian, giống như một tài khoản tiết kiệm truyền thống. Tích hợp ứng dụng, Bitcoin cũng có thể được tích hợp vào các ứng dụng blockchain khác nhau, tạo ra các trải nghiệm người dùng tuyệt vời hơn và mở rộng sức mạnh của Bitcoin trên toàn cầu. Tóm lại, Bitcoin có nhiều tiện ích khác nhau trên Open Mainnet, từ thanh toán cho đến đầu tư và tích hợp ứng dụng, và sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng trong tương lai hãy đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới nhất về dự án p network chúc mọi người nhiều niềm vui chúc cộng đồng p network ngày càng lớn mạnh và sẽ thành công